đây các bạn ơi. Đây là tính là salad của chị Ngọc Thanh Tâm. Ôi chết. Chị nói gì đi. Chị nói cho em. Người mà bị chửi rất nhiều trong thời gian qua. Hôm nay sẽ chuyển may mắn cho Phần MC. Cái gì dạ bạn ơi? Ba mặt một lời đi. Mới make up thôi mà đã khác rồi đây này. Đúng rồi, để mắt có thì rất ok. Rất ok nha chị. Hello, have you seen him? Chào mừng mọi người đến với tập 3 của series Thử làm stylist phần 2. Và khách mời hôm nay của mình sẽ là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó chính là chị Ngọc Thanh Tâm. Hello mọi người. Chia sẻ với mọi người là lúc đầu cũng định là làm cái series Thử làm stylist này ra đều đặn hàng tuần hoặc là 2 tuần một lần. Nhưng mà từ cái tập cuối bây giờ là như là có 1 đến 2 tháng. Một ngày đầu năm 2024 khi mà em ở nhà, em chuẩn bị đi ngủ, em chợt nhắm mắt lại. Mở mắt ra và em nghĩ là tập này phải mời chị. Ác mộng em đúng không? Em nghĩ là tập này phải mời chị. Em không biết nữa. Ai mất bảo với em trong giấc ngủ. Không biết là một cái trình độ nào đó nhưng mà nói chung là một cái linh cảm, một cảm hứng. Thế là ngày hôm sau mình phải nhắn tin liền luôn với anh stylist của chị Ngọc Thanh Tâm, đó chính là anh Long Ichi. Và thế là chúng ta đã có ngày hôm nay. Yeah, rất là vui khi hôm nay được đến đây tham gia chương trình này với Quỳnh Anh Xin. Dạ. Cũng rất là hồi hộp. Mình cũng không rành về thời trang ý. Thực ra thì mình rất là ít gặp chị Tâm, chắc lần này là lần thứ hai. Nên là mình rất là khó hình dung về cái cơ thể hay là cái style của chị Tâm. Nên là bình thường là em sẽ đưa mọi người đến một cái căn phòng nào đó, em sẽ set up sẵn những bộ đồ em đã chọn. Nhưng mà thực sự thì em cũng hơi run. Nên hôm nay em quyết định đưa chị đi shopping luôn. Yay. Và đây chính là cái cửa hàng mà mình rất là hay thích shopping. Và mình cảm thấy là ở đây cũng có rất là nhiều style mà có thể hợp với chị Tâm. Nên hôm nay em sẽ đưa chị đi lựa khoảng 3 outfit. Wow, ok. 3 outfit nha. Hay chị muốn 4, 5, 6, 7 cũng được. Ok. Và xoay đẹp. Thì trước khi chị Tâm đến là em cũng có đi lượn lượn qua một vòng rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lượn lại để xem là ví dụ chị có thích mấy cái món mà em chọn không. Bây giờ sắp Tết mà còn được đi shopping như vậy thì quá vui mọi người ạ, thật sự. Yeah. Bây giờ mình bắt đầu lượn nhé. Ok. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu đi lượn nha. Chị cảm thấy chị muốn quơ về cũng nhiều đó. Rồi rồi, tới công chuyện này. Được. Thực ra ở đây có một cái bộ em đã nghĩ tới chị. Chị tin okay, em. Ok, thì bây giờ mình cứ hốt luôn bộ này trước đi ha. Tiếp. Em nghĩ là kiểu hợp đi event này kia. Hợp đi dễ nhầm. Lúc nãy em đã không thích cho chị. Đây sao? Nhưng mà sai bên này nha. Jacquemus. Đúng rồi, đúng rồi, chị thấy không? Yeah, sao em biết hay chứ? Em biết chứ, bây giờ chị thử chọn đi xem là có đúng là em lúc em chọn cho chị không. Ok, để chị xem nha. Em là chị hồi hộp quá. Trời ơi. Chị thử nghĩa xem. Có set này không? Trời ơi, đơn giản quá, chị. Ủa nghĩ thế sao à? Vậy? Tất nhiên là em cũng không mix cho chị mấy cái style hàng ngày của em đâu. Em pick luôn nhá. Tại vì chị đang muốn... Ôi đấy! Sao vậy? Sao mới làm hôm đó vậy đó? Đúng rồi! Na ná nhưng mà lại cần thế với cả một chân váy này. Vừa không? Em nghĩ là vừa. Chị em cũng sẽ cho chị một cái bra đen bé bé xinh xinh ở đây. Em có mang đi rồi. Đó, bước thứ hai nha. Được chưa? Và đây, gian này thì sẽ là những brand kiểu avant-garde hơn chút xíu. Như là Rick Owens này. Hay đây sẽ là... Yunya Wanatabe, kiểu brand của Nhật. Và đây các bạn rất là thích cái brand này đúng không? Dạ vâng. Đây, cầm brand này thì em cũng thích nữa. Thì đây là brand Camley Garçon. Còn đây là Camley Garçon, em sẽ chọn cho chị một look này. Chị đang tiêu nãy giờ em ơi. Chị thấy có được không? Em cũng hơi run khi mà lựa chọn chị cái piece này. Nhưng mà em nghĩ là mình thử một cái style khác xem sao. Hôm trước chị coi cái video em quay với Pháp Kiều. Vâng. Thì chị rất là thích cái áo tròn cuối. Chị rất là thích những cái gì mà nó ô dè lên chút xíu. Ô dè. Thì đã yên tâm, bộ này cũng sẽ cho chị một chút thì đấy. Hai bộ này gọi là basic đơn giản. Còn bộ này là bộ cuối, mình sẽ đi sang một cái size khác. Mình thường làm chút xíu. Bây giờ mình chuẩn bị đi vào phần biến hình nhé. Ok, đi nào. Và hôm nay em sẽ định làm cho chị đúng là kiểu tóc. Tại vì em bị ý là chị rất ít làm tóc thẳng đuột. Đúng không? À tức là thẳng thẳng đuột ta, nhưng mà môi giữa ấy.
Mua giữa, chị có thể mua giữa được không? Được. Thì chị thử thôi. Thử nhá. Thử nhá. Mua giữa rồi okay. Cả đột nhá. Nhưng mà đây mới là bộ đồ thôi, còn cái này nữa. Con bé nhìn rất là hiểu chị luôn á. Chị rất thích những cái nón mà kiểu mà nhìn nó. Vừa nãy chị bảo là chị thích cái gì ố rể là em vui lắm. Đây là chị đi nhá. Bộ này là mình kiểu đi biển ha. Ok, đi biển. Đây em lấy cho chị một chiếc túi này. Xinh. Thank you em. Ok. Trời, vậy là xong outfit đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đi quay nhé. Ok. Lên mút liền. Đấy, bây giờ thêm một chút phụ kiện nào. Đây, em trao chị chiếc nhẫn này. Cái này của em. Trong Paul Gaultier. I do. Em ơi, lâu đài tề ngoài đó chắc không có chị. Và một chiếc clutch nè. Oh wow, thank you em. Khác quá các bạn ơi, không nhận ra chị Tâm nữa. Sao ạ? Đây, bộ này, chiếc áo này chính là từ Camden Casson. Đấy, hôm nay là mình chơi hệ avant-garde một chút xíu. Sao chị thấy sao ạ? Em thấy em rất thích cái áo này. Bình thường là chị hay sử dụng những hãng kiểu Dior, LV đúng không? Nên hôm nay hệ này là một hệ khác. Yeah. Hôm nay có đúng là thực sự là step out of my comfort zone đó. Tại vì là thường comfort zone của chị là thường giống như em nói là những cái hãng như vậy. Cho nên là cũng là một cái trải nghiệm rất thú vị. Ok. Sau 3 bộ đồ ngày hôm nay, chị thấy chị đang rất là muốn tinh tinh vài item ạ. Dạ vâng, cửa hàng chúng em thì rất vui. Chị nghĩ là em nên đá sân sang lĩnh vực stylist nữa đó em ạ. Thế à chị? Không biết là có khách không đây? Mong là sau tập ngày hôm nay thì tôi sẽ nhiều khách hơn. Có gì mọi người cứ alo stylist Long Yichi hoặc là stylist Nam Phục. Và bây giờ cảm ơn chị Tâm hôm nay đã tham gia với em và mong là chị đã có một cái buổi shopping vui vẻ. Và mọi người hãy comment cho mình biết là bộ nào là bộ các bạn thấy chị Tâm mặc đẹp nhất nhá. Và có thể comment luôn là ví dụ khách mới tiếp theo mà mọi người muốn mình mời là ai. Và cảm ơn mọi người đã xem hết tập tin ngày hôm nay. Và bye bye.